Hello! Xin chào tất cả những người bạn vô cùng tuyệt vời của Trương Huy Cường trên Facebook. Cường là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh theo mạng và khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của mình. Đó là huấn luyện và đào tạo 1102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng. Và hiện nay Cường rất là tự hào đang ở trong một cái đội ngũ một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam với văn hóa yêu hết mình và cho đi hết mình. Và với À, và chúng tôi đang cùng nhau hội tụ 1102 anh hùng kinh doanh theo mạng để thực hiện sứ mệnh cao cả đó là chấn hương sức khỏe dân tộc và khai sáng tiềm năng con người và tối hôm nay thì à, cường online livestream để chia sẻ tiếp à, cái chủ đề để tâm sự chia sẻ tiếp với những anh chị em đã từng rất là yêu kinh doanh theo mạng nhưng đã phải dừng cuộc chơi vì một lý do nào đó và cũng tâm sự với những anh chị em nào đó mà đang bế tắc à, khi làm kinh doanh theo mạng mặc dù rất là yêu và rất là đam mê nhưng mà còn đang bế tắc Hello, xin chào tất cả những chiến hữu, những người bạn rất là tuyệt vời của cường. Xin chào Hưng tập đoàn Dược khí. Hello Lê Quỳnh Nguyễn. Xin chào Hồng Hạnh Đoàn Vũng Tàu. Xin chào Hùng Trương. Xin chào Trung Nguyễn. Hello nhà lãnh đạo kiệt xuất Nguyễn Thanh Hoa của cái gì Big Talent. Xin chào chúc cả nhà một buổi tối tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Cường sẽ chia sẻ những cái giá trị rất là tuyệt vời Như anh em, như, như anh chị em nào mà Như anh chị em nào mà thấy những cái chia sẻ của Cường Mà nó có ý nghĩa, nó có giá trị Với bản thân và với những người khác Thì mọi người có thể like, share, comment đúng không? Chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ Đấy, bởi vì làm sao chúng ta lan tỏa được những cái giá trị Những cái thông tin có ích Để mang lại những cái điều tốt đẹp với mọi người Đó là một cái mục tiêu quan trọng Đúng không ạ? <laughs> Cả nhà ngày hôm nay hai ngày cuối tuần đi chơi vui vẻ không? Hello Lý Dương, xin chào. Xin chào anh Bình, anh Bình Sài Gòn, anh Bình rất là tuyệt vời. Xin chào Nguyễn. Hello giám đốc Nguyễn Quý Huy, Biên Hòa Đồng Nai. Xin chào Bùi Thị Ngọc, xin chào tất cả anh chị em. Thôi cần sẽ chia sẻ. cần sẽ tâm sự về cái cái bài học về sự lựa chọn À, tối qua thì cường cũng đã chia sẻ một chút về cái sự lựa chọn. Nhưng ngày hôm nay cường chia sẻ sâu hơn về cái bài học về sự lựa chọn. À, người ta nói rằng là sao à, vĩ đại do lựa chọn đúng không? Có một cái cuốn sách rất hay của Jim Collins đó là sao <laughs> Great is by choice. Đấy, great is by choice. Vĩ đại do lựa chọn. Đúng không? À, à cho nên cái lựa chọn nó quan trọng lắm cái lựa chọn nó quyết định được cái việc mà thành hay bại, cái lựa chọn nó quyết định được cái việc là mình sẽ thành công hay là thất bại. Bởi vì chúng ta biết là như thế này. <laughs> à, về cái sự lựa chọn ấy, cái sự lựa chọn nó phải đạt được những cái tiêu chí này này thì chúng ta kinh doanh sẽ thành công và không những thành công mà chúng ta có thể thành công được rất là lớn. À, lựa chọn một cái đối tác kinh doanh thì nó phải best of the best, đúng không? tốt nhất trong cái tốt nhất trong những cái thứ tốt nhất. Tốt nhất trong những cái thứ tốt nhất. À anh chị em nào comment giúp cường đúng không? Best of the best. Best of the best. Best of the best hoặc tiếng Việt là tốt nhất trong những thứ tốt nhất. À lựa chọn một cái đối tác khi mà chúng ta làm network marketing thì cái lựa chọn đối tác nó cực kỳ quan trọng. Và nếu như chúng ta lựa chọn sai ấy là vô cùng nguy hiểm. À bởi vì sao? Như này này kinh doanh theo mạng ấy nó không giống kinh doanh truyền thống network marketing nó không giống kinh doanh truyền thống kinh doanh truyền thống ấy là cái người chủ doanh nghiệp người ta chỉ chịu người ta sẽ chịu trách nhiệm với lại cái số vốn của họ bỏ ra và nếu có làm ăn thất bại thua lỗ thất bại thua lỗ gì đó thì cái ông chủ kinh doanh uh, truyền thống đó thì ông ấy tự chịu trách nhiệm nhưng kinh doanh theo mạng ấy nó có một điều rất là khác <laughs> kinh doanh theo mạng nó rất là khác đó là sao ạ đó là mình phải chịu trách nhiệm với cuộc sống với cuộc sống với cuộc đời của những con người tin đi theo mình mình phải chịu trách nhiệm với lại cái cuộc sống với cuộc đời của những con người tin đi theo mình đặc biệt đương nhiên họ phải là những người làm nhiệt huyết và đam mê chứ nếu họ đi theo mình nhưng mà sao ạ? làm à, nửa vời thì chúng ta không bàn ở đây đúng không? À, nếu của marketing ấy là mình phải chịu trách nhiệm với lại cuộc sống với cuộc đời của những con người tin đi theo mình và làm nhiệt huyết và đam mê đấy cho nên ấy cho nên là muốn soi được đường cho người khác thì phải soi được đường cho mình trước đây là một nguyên lý muốn soi được đường cho người khác thì phải soi được đường cho mình trước và có rất nhiều anh chị em mà không hiểu cái nguyên lý này cho nên là cứ dẫn cứ soi đường cho người khác trong khi đó mình chưa rõ ràng về cái sự lựa chọn của mình đúng không nào Thế thì nó rất là nó vô cùng nguy hiểm đấy cho nên là muốn soi được đường cho người khác ấy, thì phải soi được đường cho mình trước và vì vậy mà cái tiêu chí lựa chọn ấy, đó là phải best of the best tức là làm sao mình đưa ra một rổ những cái công ty tốt nhất và mình phải lựa chọn được cái công ty tốt nhất trong những cái công ty tốt nhất thì chúng ta sẽ thành công đấy là cái điều vô cùng quan trọng và cái công ty tốt nhất trong những thứ tốt nhất đấy thì mấu chốt đầu tiên là cái sản phẩm mình lựa chọn kinh doanh ấy. cái sản phẩm mình lựa chọn kinh doanh nó là phải sản phẩm tốt nhất Đúng không nào sản phẩm tốt nhất đấy hiệu quả cao nhất đấy là cái cái À, mình sẽ cường sẽ cụ thể hóa cái tốt nhất trong những cái thứ tốt nhất là gì thì thứ nhất là về sản phẩm ấy nó phải sao nó phải sản phẩm tốt nhất trong những cái sản phẩm tốt nhất đó thì cái sản phẩm nó phải tốt nhất đúng không nào? hiệu quả sử dụng nó phải cao nhất đấy hiệu quả sử dụng nó phải cao thế thì để đo lường ấy đương nhiên rồi à, để đo lường thì à, cái sản phẩm nào nó cũng tốt nhưng cái điều quan trọng nó phải có cái sự khác biệt đúng không cái, nó phải có cái sự khác biệt và cái tốt thứ hai ấy, trong cái sản phẩm mà tốt nhất ấy, là cái giá nó phải rẻ nhất, giá rẻ nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe để chúng ta kinh doanh ấy, thì mình lựa chọn sản phẩm vừa cho mình sử dụng này, vừa cho người thân yêu của mình sử dụng này, cho khách hàng của mình sử dụng này, và đặc biệt là cho cả cái cộng đồng này, cả cái dân tộc Việt Nam sử dụng. Có đúng không anh chị em? Có đúng không anh chị em? là mình mình lựa chọn cái sản phẩm để mình kinh doanh là vừa để cho mình sử dụng, vừa để cho những người thân yêu của mình sử dụng, cho những người xung quanh mình sử dụng và cho cả cái cộng đồng và cho cả cái dân tộc Việt Nam này sử dụng. Thế thì điều quan trọng là mình phải lựa chọn được cái thứ tốt nhất trong những thứ tốt nhất và sản phẩm nó phải tốt nhất đúng không? Và giá nó rẻ nhất. Giá nó rẻ nhất. Đấy là điều vô cùng quan trọng, tức best of the best. Tức có những cái thứ sản phẩm rất là tốt nhưng mà giá nó vô cùng cao thì chỉ người giàu người giàu người khá mới dùng được ấy thì cái ý nghĩa cái giá trị kiểu của cái sự kinh doanh nó không có cao nếu như chúng ta cũng cùng là kinh doanh nhưng mà à, cường hỏi tất cả anh chị em nếu trong lĩnh vực sức khỏe này theo anh chị em người nghèo có cần sức khỏe không người nghèo có cần sức khỏe không người trung bình có cần sức khỏe không đúng không nào thế cho nên ấy là cái nếu cái sản phẩm mà chúng ta kinh doanh ấy nó phải là sản phẩm làm sao hiệu quả cao giá trị cao nhưng giá nó phải rẻ nhất giá nó rẻ nhất ấy, thì cái giá trị công việc kinh doanh của mình ấy, nó sẽ rất là tuyệt vời bởi vì chúng ta không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực sức khỏe nếu chỉ đi kiếm tiền của người có tiền và kiếm tiền của người giàu thì cũng rất là tốt nhưng mà nếu như chúng ta phục vụ được cả người nghèo và người trung bình ấy, thì ý nghĩa và giá trị công việc nó vô cùng tuyệt vời đúng không nào ý nghĩa và giá trị công việc nó vô cùng tuyệt vời nha anh chị em nào mà thấy đúng thì thả tim thả tim thả tim thả tim thả tim đó <laughs> Thế đúng thì thả tim, thả tim, thả tim Cho nên ấy Là cái đối tác mình lựa chọn Nó phải the best, best of the best Tốt nhất trong những thứ Tốt nhất, tốt nhất trong những cái công ty tốt nhất <laughs> Cái điều số 1 Đó là cái sản phẩm nó là Chất lượng nó phải cao, hiệu quả cao Và giá làm sao đấy nó phải rẻ nhất Đúng không nào Sản phẩm chất lượng tốt nhất, hiệu quả cao nhất Và giá rẻ nhất Cái thứ ba là cái thời điểm kinh doanh nó phải tốt nhất cái thời điểm kinh doanh ấy, cái thời điểm kinh doanh ở thị ở thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài nó phải tốt nhất. Thời điểm kinh doanh ở thị trường Việt Nam và thời điểm kinh doanh ở thị trường nước ngoài nó phải tốt nhất. Thế thì thế nào là thời điểm kinh doanh ở thị trường Việt Nam nó phải tốt nhất? Thời điểm kinh doanh thị trường Việt Nam nếu như mình kinh doanh những cái đối tác mà mà làm sao ạ? Nó đã có xu hướng hoặc là tức là cái cái vòng đời cái vòng đời của sản phẩm cũng như cái vòng đời của một cái công ty kinh doanh nào đó thì nó có chu kỳ đầu tiên đầu tiên là cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn để nó xây dựng cái niềm tin xây dựng thương hiệu thị trường đúng không sau đó nó lên một cái giai đoạn tăng trưởng và sau cái giai đoạn tăng trưởng ấy thì nó sẽ nó có sẽ giai đoạn ổn định và nó sẽ có giai đoạn suy thoái rồi sau đó nếu như công ty đó nó có những cái cuộc cách mạng ấy thì nó sẽ có những cái giai đoạn làm sao nó lại tăng trưởng trở lại thế thì nếu như chúng ta lựa chọn một cái đối tác kinh doanh ấy và mình bắt đầu <laughs> bước vào bước vào cái giai đoạn cái vòng đời nó tăng trưởng cái giai đoạn tăng trưởng đúng không tăng trưởng và cái chiều hướng tăng trưởng này nó còn kéo dài ví dụ khoảng năm mười năm nữa năm mười năm nữa ấy. và mỗi năm nó tăng trưởng khoảng một trăm phần trăm trên một trăm phần trăm trở lên ấy thì điều đó nó rất là tuyệt vời đúng không anh chị em Chứ nếu như mình mà đối tác cái cái thời điểm mà mình lựa chọn kinh doanh vào một cái đối tác ấy Nó đến cái giai đoạn bão hòa rồi hoặc là cái giai đoạn nó đi xuống rồi, có chiều hướng suy si thái Nó có chiều hướng suy si thái và đi xuống ấy, ấy Thì nó không phải là thời điểm tốt nhất Nó không phải là thời điểm tốt nhất Vì nó không phải là thời điểm tốt nhất thì chúng ta sẽ sao Chúng ta sẽ không và rất khó có thể thành công lớn Đúng hay rất đúng rồi, anh chị em <laughs> Đấy cho nên ấy là best of the best nó phải đạt được ba cái tiêu chí cái tiêu chí thứ nhất là sản phẩm nó phải tốt nhất, chất lượng cao nhất, giá rẻ nhất và cái thời điểm kinh doanh nó phải tốt nhất. Thời điểm kinh doanh nó phải tốt nhất, đúng không? Đấy thì uh, cường uh, quan sát rất là nhiều những anh chị em làm uh, network marketing, làm kinh doanh theo mạng. <laughs> Có những chị, anh chị em đặc biệt là lần đầu tiên làm kinh doanh theo mạng với một cái công ty nào đó và được học được đào tạo và nó nó vào tiềm thức, được học được đào tạo nó vào tiềm thức. Tức là sao? À, chúng ta biết là những cái gì mà chúng ta làm liên tục trong 21 ngày nó tạo thành thói quen 90 ngày liên tục thì chúng ta sẽ làm cả đời và nó mạnh hằn sâu vào tiềm thức và tiềm thức ấy, nếu như chúng ta hiểu về tiềm thức thì chúng ta biết là tiềm thức thì không phân biệt đúng sai à mọi người anh chị em comment giúp cường ạ tiềm thức không phân biệt đúng sai tiềm thức không phân biệt đúng sai ấy và khi khi mà đào tạo nó đi vào tiềm thức rồi khi mà rất yêu rồi thì tiếng anh nó có một câu là lớp Is blind Love is blind Mọi người comment giúp Cường Yêu là mù quáng Yêu là mù quáng Love is blind Yêu là mù quáng Và có rất nhiều người làm network marketing Trong khoảng gần 9 năm Mà trải nghiệm của Cường trong cái ngành kinh doanh này Cường quan sát trên thị trường Có rất nhiều người yêu mù quáng Đúng không? Yêu mù quáng, tin mù quáng Bởi vì chúng ta biết là niềm à, Niềm tin cộng với sự thiếu hiểu biết ấy, Thì nó sẽ trở thành mù quáng Thế nào là yêu mù quáng? Có nghĩa là khi mà người ta đào tạo và ví dụ như công ty tốt nhất này. Đấy, hay là xạo sơ đồ tốt nhất này, công ty số 1 này, rồi vân vân và mình quá yêu. Và mình quá yêu và cuối cùng sao mình quên đi những cái nguyên tắc kinh doanh. À, mình quan sát có một điều rất là rất là thú vị là như thế này. Có một điều rất là thú vị là như thế này. Bởi vì chúng ta biết là kinh doanh theo mạng là kinh doanh dành cho số đông là kinh doanh dành cho số đông chứ không phải số ít bởi vì là nó lấy sao nó lấy số đông để có thể tạo ra mở rộng quy mô dựa trên số đông thì có rất nhiều những anh chị em làm kinh doanh theo mạng nhưng không hiểu về kinh doanh có rất nhiều anh chị em làm kinh doanh theo mạng Đúng không? mặc dù là làm một businessman nhưng lại không hiểu về kinh doanh là businessman, làm businessman làm business làm business làm kinh doanh nhưng không hiểu về kinh doanh kinh doanh đơn giản nó phải có gì ạ nó phải có thu và và chi đấy là những nguyên tắc rất là đơn giản nó phải có chi và thu nếu mà kinh doanh ấy mà cứ chi mà chi hoài mà cao hơn thu đúng không nào cứ chi hoài mà cao hơn thu thì kinh doanh đó cái sự lựa chọn đó nó có vấn đề đúng. đương nhiên là cần chia sẻ với những anh em làm nhiệt huyết và đam mê nhé kinh doanh thì nó phải có thu và chi đấy nhưng mà nếu mà nếu một cái cơ hội kinh doanh nào đó một cái sự lựa chọn nào đó mà mình cứ chi hoài đấy mà mình sao mình lại thu không đủ bù chi ấy thì kinh doanh đó cần phải xem xét đúng không anh chị em đương nhiên nó cần phải có quãng thời gian 3 tháng 6 tháng một năm ví dụ như vậy 3 tháng 6 tháng một năm thế thì thế thì rất là nguy hiểm nếu như kinh doanh đi kinh doanh là chỉ có chi 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 và chi thì vô cùng nguy hiểm phải không ạ thế cho nên là kết quả nó không biết nói dối Đấy, cho nên đấy đây là cái một cái sự quan sát trên một cái quan sát trên thị trường và cường thấy rất nhiều anh chị em làm Network marketing mà cứ chi hoài thậm chí ôm hàng về chất hàng một núi hàng ở nhà đúng không? chất một đống hàng ở nhà và công ty nó biến nhà phân phối trở thành một cái kho hàng biến nhà phân phối trở thành một cái kho hàng thì vô cùng nguy hiểm anh chị em ạ à, vô cùng nguy hiểm ấy và nếu như anh chị em nào thấy đúng hay rất đúng ạ à? nếu mình cũng quan sát làm network marketing một thời gian rồi ai thấy đúng hay là rất đúng thì thả tim hoặc là comment rất đúng, đúng không? có rất là nhiều người à, một cái nữa mà có rất nhiều anh chị em không để ý khi mà làm kinh doanh theo mạng vì vì network marketing là dành cho số đông thì cái việc mà cái 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 sự mà không hiểu biết không hiểu về kinh doanh là như thế này có rất nhiều anh chị em làm kinh doanh theo mạng nhưng không hiểu về kinh doanh nguyên tắc của kinh doanh là phải quay vòng vốn đúng không? nguyên tắc của kinh doanh đó là phải tức là nó có hai loại vốn vốn cố định và vốn lưu động thì phần lớn làm network marketing ấy, thì cái vốn cố định là hầu như không có nhưng nó phải có cái vốn lưu động tức là hàng tháng phải quay vòng vốn à, trong cái ngôn ngữ của cái ngành kinh doanh theo mạng thì người ta gọi là năng động hay là tích cực ấy thì mấu chốt là như thế này vì kinh doanh dành cho số đông ấy thì mình là nhà kinh doanh mình phải năng động được, mình phải tích cực được và những người đi theo mình họ phải năng động và tích cực được thì kinh doanh đó nó mới phát triển và bền vững được. Nếu như chỉ mình có mình năng động được và những người đi theo mình họ không năng động được à, thì vô cùng nguy hiểm. Hoặc nếu như sao ạ? Nếu chỉ có những người xuất sắc, những người rất giỏi mới năng động được, mới bán hàng và mới năng động được ấy thì những người bình thường không năng động được thì vô cùng nguy hiểm Phải không ạ chính vì vậy ấy chính vì vậy mà chúng ta phải chọn cái best of the best à, vì vậy mà có rất là nhiều người làm kinh doanh theo mạng họ không họ không hiểu về cái kinh doanh họ không hiểu là cái việc quay vòng ấy mình phải quay vòng vốn quay vòng là gì tiền hàng tiền đúng không th và tiền và th t phải ví dụ như vậy tức là nó phải quay vòng được và ai những cái người làm nghiêm túc thì ai cũng phải quay vòng được thì mình mới có thể thành công được chứ không thành công nó chỉ là nhất thời thôi à, đúng không anh chị em chứ không thành công nó chỉ là nhất thời thì à, đấy à, đó là một à, đôi điều cường à, tâm sự với những anh chị em mà thực sự à, rất là đam mê yêu kinh doanh theo mạng nhưng phải dừng cuộc chơi do làm sao ạ đôi khi ấy, là cứ xong than thân trách phận là do mình chưa nỗ lực hết sức do mình chưa công hiến do mình chưa cố gắng không phải có rất là nhiều những anh chị em đã nỗ lực một cách thực sự, đã cố gắng một cách thực sự nhưng không thành công. Lý do nó nằm ở sự lựa chọn anh chị em. Lý do nó nằm ở sự lựa chọn đối tác nó chưa phải là best of the best. Nó chưa phải là tốt nhất trong những thứ tốt nhất. À, bao nhiêu anh chị em đồng ý với cường thì nói tôi. Bao nhiêu anh chị em mà đồng ý với những cái quan điểm uh, chia sẻ của cường thì nói tôi, đúng không? Thế <laughs> cho nên đấy là cái việc lựa chọn nó vô cùng quan trọng. Lúc nãy cường có nói về cái thời điểm ấy cái thời điểm thì cái thời điểm cái thời điểm thị trường ở Việt Nam này này nó cũng rất quan trọng và ngoài cái thị trường thời điểm Việt Nam thì nãy cường phân tích rồi ngoài ra nó còn cái thời điểm này mình còn có thể chiếm lĩnh được nhiều thị trường nước ngoài hay không mình có thể chiếm lĩnh được nhiều thị trường nước ngoài hay không bao nhiêu anh chị em đồng ý với cường là ngày hôm nay ấy, công dân đã làm công dân rồi ấy, thì còn là công dân toàn cầu chứ chưa nói gì đến làm doanh nhân đúng không chưa gì nói gì làm kinh doanh đã là công dân ngày hôm nay là công dân toàn cầu bởi vì làm sao mọi cái khoảng cách nó đã được à, nó được xóa mờ rồi về biên giới ngày hôm nay nó đã làm sao phẳng rồi đúng không nào mọi thứ nó phẳng rồi có nghĩa là đã làm công dân thì còn làm công dân toàn cầu làm doanh nhân đương nhiên là doanh nhân toàn cầu mình đã không kinh doanh thì thôi đúng không đã chơi là phải chơi cuộc chơi lớn bao nhiêu anh chị em đồng ý với cường ạ hoặc là comment giúp cường ạ đã chơi phải chơi cuộc chơi lớn comment giúp cường là đã kinh doanh phải kinh doanh toàn cầu đã chơi phải chơi cuộc chơi lớn đã kinh doanh phải kinh doanh toàn cầu đằng nào mình cũng chơi phải chơi cuộc chơi lớn đúng không anh chị em đã làm kinh doanh phải kinh doanh toàn cầu thế thì cái đối tác mà mình lựa chọn ấy cái thị trường nước ngoài cái thị trường nước ngoài nó còn nhiều cái thị trường trong nước này nó còn nhiều đất cho mình không này cái thị trường nước ngoài nó còn nhiều đất cho mình không này nếu như mình lựa chọn những cái đối tác nó quá già nó đã sao ạ cày nát những cái thị trường nước ngoài rồi ví dụ như thị trường gần nhất Việt Nam giống như là Thái Lan Malaysia Indonesia đúng không? Campuchia ví dụ như vậy nó rất là gần Việt Nam còn xa hơn ví dụ như Hàn Quốc ví dụ như Nhật Bản đấy à, hay là Trung Quốc ví dụ như vậy nếu như họ đã cày nát những cái thị trường như vậy rồi thì cái cơ hội để chúng ta bước sang đó về lý thuyết là mình vẫn có thể bước sang thoải mái nhưng có thành công được hay không đấy là một cái câu hỏi lớn mình đặt ra à, chính vì vậy mà cái sự lựa chọn đấy đã chơi phải chơi một cuộc chơi lớn, có nghĩa là cái thị trường trong nước này này là mình còn rất nhiều và cái thị trường nước ngoài, đặc biệt là cái thị trường châu Á đúng không? Cái thị trường châu Á là một cái thị trường chiếm uh, nhiều tỷ dân, chúng ta thấy không? Trung Quốc, Ấn Độ, mỗi nước cũng có khoảng tỷ rưỡi dân, rồi Indonesia cũng khoảng 300 triệu dân đúng không? Là những và marketing rất là phát triển ở những cái thị trường như vậy. Đấy, cho nên ấy à đó là một cái đôi điều à cường tâm sự với những anh chị em mà đã dừng phải dừng cuộc chơi làm kinh doanh theo mạng và cường khẳng định luôn những anh chị em nào mà làm nhiệt huyết và đam mê mà chưa thành công trong kinh doanh theo mạng chắc chắn nó nằm sai ở sự lựa chọn chứ không phải nằm ở anh chị em chắc chắn nó nằm sai ở cái sự lựa chọn bởi vì sao ạ bởi vì cường đã trả giá và cường rất hiểu và nhiều anh chị em tin đi theo cường cường đã chia sẻ với rất nhiều anh chị em à uh, <laughs> đã từng làm network marketing mà dừng cuộc chơi ấy, những anh chị em mà còn đầy nỗi sợ hãi mà không dám ra quyết định ấy thì ngày hôm nay à, thì có thể họ quay lại làm một cái công việc gì đó cũng thành công À nhưng mà những người đã dám ra quyết định ấy và cùng trong cái đội ngũ của cường thì ngày hôm nay họ đều thành công hết anh chị em họ đều thành công hết có người 4 tháng có người 5 tháng có người 6 tháng có người 8 tháng có người một năm họ đều thành công hết và đó là một cái điều đó là một cái điều thực sự là tuyệt vời và tất cả những sự thành công đấy nó làm nó là do đâu ạ nó do sự lựa chọn đúng không ạ nó do sự lựa chọn thế còn một sự lựa, cái lựa chọn và đối tác và người dẫn đường à, tối hôm qua cường đã chia sẻ rồi đúng không nào đã chia sẻ rồi đấy thì tối nay cường chia sẻ một chút như vậy với anh chị em với một cái mong muốn là làm sao đấy à, chúng ta đã từng yêu đam mê kinh doanh theo mạng thì chúng ta sẽ kinh doanh và lựa chọn để chúng ta có thể giúp được nhiều người nhất có thể và khi giúp được nhiều người nhất có thể hàng trăm hàng nghìn hàng vạn người thành công thì đương nhiên chúng ta sẽ thành công hẹn gặp anh chị em vào những cái uh, chia sẻ khác và những anh chị em nào uh, thấy những cái chia sẻ của cường có ý nghĩa có giá trị cho người khác thì hãy like share comment và những anh chị em nào mà đã đã dừng cuộc chơi mà vẫn còn sao vẫn còn đi muốn tìm một cái cơ hội để thực hiện những cái ước mơ của mình hoặc là những anh chị em nào bế tắc mà chưa biết, chưa hiểu thấu về sự lựa chọn hoặc là muốn sự thay đổi. Thì uh, Cường rất là warmly welcome, uh, xin mời anh chị em uh, tìm hiểu và gia nhập cái hệ thống S69. Đúng không? Cường rất là tự hào là đang trong một cái hệ thống, hệ thống S69 là một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam. Với văn hóa đó là yêu hết mình và cho đi hết mình. Và chúng tôi đang cùng nhau hội tụ 1.102 anh hùng kinh doanh theo mạng để thực hiện sứ mệnh cao cả đó là chấn hưng sức khỏe dân tộc và khai sáng tiềm năng con người chúng ta biết rồi sức khỏe của người việt nam ngày hôm nay rất tệ đúng không nền tảng sức khỏe của người việt nam rất tệ số phần đa là sống nửa ốm nửa khỏe và không yên tâm về sức khỏe của mình đúng không rồi cái chất lượng giống nòi của người việt nam ngày hôm nay làm sao cũng rất là thấp ngày xưa chúng ta nói người nhật lùn người trung quốc lùn người hàn lùn ngày hôm nay chúng ta thấp hơn họ rất là nhiều và một trong những lý do vô cùng quan trọng đấy là sao đấy là dinh dưỡng phải không nào rồi cái thứ hai là khai sáng tiềm năng con người. Ấy. Người Việt Nam chúng ta rất là giỏi và trong sâu thẳm bên trong mỗi con người Việt Nam của chúng ta đều có những người anh hùng, đều có những cái người anh hùng và nó cần phải có một, một cái môi trường nó được đánh thức cái con người anh hùng ở bên trong đó. Thì S69 nó là một cái môi trường như vậy, nó sẽ khai sáng những cái khả năng tiềm ẩn ở bên trong. Vì vì khi con người anh hùng bên trong nó thức dậy, nó giống như cái con hổ nó thức dậy ấy, thì làm sao nó sẽ có thể và lựa chọn được đúng cái môi trường và đúng đối tác ấy nó có thể biến được rất là nhiều điều không thể thành có thể đúng không và kết quả nó không biết nói dối à ok à cần chia sẻ với anh chị em như vậy cho nên anh chị em nào thấy có ý nghĩa với những người khác hãy like share comment được không ạ like share comment giúp cờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những cái chia sẻ tiếp theo chúc cho anh chị em à ngày mai bước vào một cái tuần mới một tuần làm việc mới làm việc thực sự hiệu quả và luôn luôn ở một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao chúc cho anh chị em cả đời tuyệt vời à bye bye hẹn gặp lại tất cả anh chị em bye bye